Đài Loan sẽ mô phỏng đẩy lùi một lực lượng xâm lược, sửa chữa khẩn cấp một căn cứ không quân lớn và sử dụng máy bay dân dụng không người lái trong đợt diễn tập quân sự bắt đầu vào tuần sau. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan loan báo ngày 24 tháng 4, giữa lúc căng thẳng ngày càng tăng với Trung Quốc. Trong năm qua, Trung Quốc tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan tự trị và dân chủ này, điều máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác bay quanh hòn đảo. Cuộc tập trận Hán Quang hàng năm của Đài Loan bắt đầu vào tuần sau với phần diễn tập được hỗ trợ bằng máy tính, không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng thay vào đó nhắc tới các lực lượng tấn công xâm lược Đài Loan. Phần lớn của cuộc diễn tập sẽ là phần thao diễn huấn luyện bắn đạn thật từ ngày 4 tới ngày 8 tháng 6. Đài Loan được trang bị nhiều vũ khí phần lớn do Mỹ sản xuất và đã thúc đẩy Washington bán các trang thiết bị tiên tiến hơn, bao gồm cả máy bay tiêm kích mới để giúp Đài Loan dần đè tốt hơn nước láng giềng khổng lồ của mình.